Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Tài mến chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Tư Tài Vlog nha. Mình chào cả nhà. Chào cô chú. Chào tài chúc cả nhà ngày mới thật nhiều sức khỏe, ngày năm vui. Hôm nay thì ngày nghỉ của hai bé, sáng mình cũng đi chợ sớm để nấu đồ ăn sáng cả nhà. Mình mua được hai miếng sườn nè, với một quả tim nha, với ít con sú nè. Hôm nay mình sẽ nấu con nuôi, mình mua nuôi về một ngâm mà nè, với mình mua thêm củ cải đỏ, cải trắng, củ sắn nè, ngò gí nha, hẹ với giá để mình nấu mình tranh thủ nấu sớm sớm đặng mình ăn sáng luôn cả nhà. Ăn sáng xong rồi hôm nay là hai bé cũng nghỉ cho nên cả gia đình luôn sẽ đi qua bên Cù Lao Dung. Đi qua Cù Lao Dung làm gì thì cô chú anh chị theo dõi nha. Mình nấu ăn sáng luôn rồi xong rồi mình sẽ đi một chuyến. Hổm bé Út nói là hổm mẹ nấu nuôi ngon quá mà cứ nói hoài à, cứ thèm hoài à, nói muốn ăn nuôi thì mình cũng đi chợ sớm để mua. Sáng nay lâu lâu nghỉ được nhà cho nên ngủ chưa thức nữa cả nhà. Có chị hai thức sớm. Chị Hai hôm nay thức sớm hơn bé Út rồi. Bé Út hôm nay được ngủ nướng tại vì mỗi khi á cả nhà thức sớm lắm, chuông báo thức vậy là liền là chuẩn bị đi học rồi. Tuần vậy đó nghỉ được có ngày hả? Kệ đi, hôm nay cho ngủ nướng. Ngủ nướng mà thức dậy có món yêu thích nữa. Chứ Hai bữa nay thức sớm ha. Chứ Hai thì dễ lắm, không có lâu lâu mới yêu cầu món thôi. Chứ Hai thì món nào chứ Hai ăn cũng được hết. Còn béo bật thèm. Món thì bắt chứ Hai ăn được mà. Béo có hay hay rất dễ thèm lắm bà cô chú. Bắt nước cũng sôi rồi, mình sẽ xả xương vô. Này, tim mình cũng luộc chung nha nha. Xương rồi cửa nước muối xong rồi cũng có chục miếng nước sôi rồi nha. Sẽ cho hạt nêm nè, với đường phèn, ít bột ngọt vô. Thì cũng cho cái phần củ sắn này vô cái nước súp luôn, cho nó ngọt nước cái nha. Nướng cái củ hành tây này, để vô nước súp cho thơm cái nha. Cái tim cũng chín nè, mình sẽ vớt ra để mình xắt ra nhỏ nhỏ. Cho thêm trái dừa. Cho thêm một trái dừa nữa nha. Để củ cải đỏ, củ cải trắng vô luôn. Ở đây mình bắt giá với hẹ nè. Cái này nuôi này mình cũng ngâm rồi mình nấu cho nó mềm á cả nhà. Sẽ để nuôi lên. Mình bắt cả tô sẵn. Hôm nay có cái kệ rộng rãi. Có cái kệ lý tưởng nha. Tim ra cả nhà. Giờ mình sẽ để tim lên. Chia đều ra. Hôm nay bồi dưỡng cho gia đình một quả tim nhỏ. Nhỏ con nhà của chú. Thật à, này là sú nha. Để sú lên. Người chỉ phần hai con thôi. Thank you.
dư rồi ta. Dư cho hai bé đi. Cho một ít hành lá vô. Chừa lại góc hành với góc màu gấy nè, mình để vô cái nồi nước súp. Để góc hành với góc màu gấy vô. Xong hết rồi, mình sẽ múc nước súp với cục xương nè. Để lên là mình dùng được. Cho ít hành phi lên cả nhà. Hành phi thơm lắm. Cho ngò gí lên. Một ít tiêu. Rồi thì bữa ăn gia đình Tèo đã chuẩn bị xong, thì mời cả nhà ăn cùng gia đình Tèo nha. Việc mời cả nhà cùng dùng bữa sáng gia đình Việt nha. Mà cả nhà dùng cái này cũng biết gì? Con nuôi hả? Nuôi nấu. Mời cả nhà ăn con nuôi nha. Con mời bà nội cha mẹ mua chứ ăn nuôi. Rồi. Ăn sáng đi, ăn bữa nay mình đi chơi. Đi chơi. Đi thăm bà Xui cả nhà. Tin bí mật mà mẹ Tèo bật mí. Hôm nay được đi phà. Thì về bên Cù Lao Dung thấy thăm mẹ của anh Mập. Mẹ anh Mập mổ mắt hết cả nhà. Thì mổ cũng lâu rồi, nhưng mà tới bên nay thì gia đình Tèo mới sắp xếp được công việc để đi thăm. Như đi phà là hồi đám cưới anh Nam á. Cây không? Được. Cho không cây không? Hết ớt lai. Tim. Mời cả nhà ăn tim nha, tim heo nha. Rồi mời cả nhà nghe, ăn con nuôi. Cuối tuần hôm nay bồi dưỡng đặc biệt luôn. Lúc ăn sao? Sáng bắt là còn nuôi nữa. Sáng ăn mấy món này ngon. Nhất là nuôi nè, hủ tiếu nè. Mấy món này với cháo rồi đó. Sáng ăn ngon. Anh bẻ cái ớt chùm đó, không cay à? Chùm hả? Không, ớt chùm nhung đó kìa. Còn ớt mà này là ớt lai, ớt trong nước sao mắm nè, đó. À, đỏ mà không cay. Sao con bỏ vô một thanh ăn thay à? Vô ăn nè, thay hả? Thay à, ớt này là con lấy này nè. Ớt chùm cay mà nè. Cay. Ai ăn cay được thì ăn ớt cay. Trời, bỏ lấy ớt cho mà nó cay giống như bỏ vài lát vậy. Lát thôi đủ rồi. Xài mấy xài bự dưới chưa bóc vô rồi. Chỉ tới mập. Cây xài. Chỉ có mà bự chưa? Bán chưa? Chưa đâu. Cái xài đang bẻ bán rồi. Bọc trước. Cái xài người ta cá vậy bọc rồi. Vậy là những tư bọc là cũng sao bán tết á. Bự bự muốn vào cá. Của mình nhanh này trước. Xài của hai có cũng đang chuẩn bị bán rồi. Tại vì người ta xịt ra nhiều đợt. Của hai có không có bọc. Giờ thì sau khi ăn con nuôi xong thì bây giờ gia đình Tèo chuẩn bị đi qua bên Cù Lao Dung nha cả nhà. Cầu đẹp hết cả nhà. Thì vợ Tèo thì chở hai đứa, Tèo thì chở mẹ. Mượn thêm chiếc xe của anh Mập. Rồi bây giờ Tèo mời cả nhà đi
cô Lao Dung với gia đình của Tèo nha. Xúc phà. Giờ ghé xúc phà cả nhà. Mua hai một chiếc viên đem đi bán gì vậy? Bán à? Người đó chơi chứ ở chỗ cái đường xuống bến phà thì nhà gần gần nhà người đó. Có cái chị bán chiếc viên á ngon lắm, giòn lắm, mới chiên nó hở luôn cả nhà. Mua đem bệnh cho Dương Tư với cô Tư ăn cùng cho vui. Giờ mình lên trên ngắm cảnh nha. Yeah. Phà này là phà Đại Ngãi nha cả nhà. Đại Ngãi qua cù Lao Dung rồi về bên Trà Vinh luôn á. Hên lại tới bến phà cái có phà đi liền ha, khỏi đợi ha. Bà nội thì ở bên kia ủi ống đâu? Cái ống bà nội. Hả? Ừ. Kia rồi. Ngồi bên đây kia. Chiến phà này ít người ha, không có chiếc xe tải nào ha. Không có xe tải. Như là vừa đón vừa đậu cho bến xong rồi có khách xuống là bao nhiêu thì đi bấy nhiêu cái nhà. Tùy theo đúng. Cái chiến phà đông hay là đúng đúng giờ nó chạy, ví dụ phà bên kia qua là phà bên đây phải chạy lại, có khách không có gì cũng phải chạy. Đó là đá hay sao? Đâu xà lan nhà cát. Ủa cái đó là người ta lấy đi ở xa lại vậy? Người ta lấy người ta bán lại. Cái cầu nổi vậy cả nhà, chỗ này thì tới hai cái cầu nè cả nhà, đây một cái, bên đó một cái nha. Ngay chỗ này một cái cầu nè, cầu này cầu nhỏ, qua đó cũng cái cầu nhỏ nữa, rồi qua cái cầu đó là mới tới cù Lao Dung. Trên đó mưa rồi, trên đó mưa rồi đó cả nhà. Như ở giữa cái một cái sông lớn, cái có cái một chòm cồn đây bận mọc lên mở ha, nước chảy sấy kêu nhà, sấy cái vùng xa dưng lên. Để lát nữa lại đằng kia Tèo quay ngược trở lại đây là hai cái cồn mà mình dòm thấy rõ rệt luôn ha. Ở mà ở mình với Nguyễn Minh Tây có đi cồn đó hả? Không, cồn trên gì? Trên đó đó, trên chỗ mưa trên đó đó. Hiện tại giờ thì nước gồng cái mình thấy bãi cái biển mà hồ mà nước lớn lên cả nhà, như là biển như là nhà chân mau dữ lắm, mình lên xuồng không kịp luôn á, ào 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 hơi một vậy đó. Gặp trước về ở phía góc này là sông Đại Ngãi nè cả nhà, bên trong đó là chợ Đại Ngãi nha. Chợ Đại Ngãi thì nằm mé bên đây nè, còn phía bên kia là của thuộc về Long Đức, đó là trạm bến điện. Còn phía dưới đó thì để Tèo nhâm lại cho cả nhà thấy nha. Cái móng cầu đó, cái này là cái móng cầu Sóc Trăng qua Trà Vinh đó cả nhà, đây nè. Đó là móng cầu đó đó hả? À đó, móng đen đen dưới đó cả nhà thấy giữa sông không? Là... nếu mà móng cầu xong rồi này còn chạy không? Không biết. Đó, cầu nó đang bắt đó cả nhà thấy không? Móng ta xây xong hết trơn rồi đó. Trời mát ha, mát không có nắng, ngắm cảnh nhìn mới chạy. Bên đó một chuyến phà qua. Ở bên đó là thuộc về cù Lao Dung đó cả nhà, bên hàng cây đó đó. Còn cái cầu nè, hai cái cầu nãy Tèo nói nè. Đó bây giờ mình dòm. Dòm mình thấy rõ rệt hai cái nha, một cái nhỏ bên đây nè, rồi một cái bự bên đó. Và nằm ngay chính giữa sông. Chính giữa sông Đại Ngãi qua bên cù Lao Dung. Bởi bà nội mua cho gì vậy? Dị quá. Ở phía này thì chợ Đại Ngãi nè cả nhà. Hồi nãy thì phà rồi bắt đầu chạy từ ngay chỗ trắng trắng đó đó. Chạy xéo là đây. Phía đó chợ Đại Ngãi đó, chỗ chòm nhà đông đông đó đó. Dài qua bên đó luôn. Ở phía này thì dòm tới hai cái cầu mà nó tách ra nè cả nhà. Rõ ràng luôn rồi nè. Đến góc này thì chính giữa hai cái cột nè cả nhà, có một đường sông nhỏ nằm ngay chính giữa. Rồi qua đây thì cù Lao Dung, cù Lao Dung thì bắt đầu từ cái chỗ đầu của tay Tèo nè, có cái chót đó, đó dài phía dưới đây, dài ra tới biển luôn á nha, dài phía dưới đó có chiếc phà đang bị chạy lại, đó một chiếc, rồi đây một chiếc nữa. À đây thì phà ở bên cù Lao Dung nó về Đại Ngãi. Phà bên kia về thì xe đầy hết trơn cả nhà, xe bốn bánh nha, xe tải đồ nhiều.
ở trên đó một cái cồn nữa đó, cái cồn ngay cái đầu ống tay Tèo nè, là cái cồn đó là vợ chồng Tèo với vợ chồng của Nguyễn Tây là hay ra đó săn bắt đó cả nhà. Cái đợt đi mò tôm đó là cái cồn đó lớn hơn cồn dưới này ha. Qua đây thì mình dòm phân biệt rõ nè cả nhà, cái cồn đó đó, cái cồn đó là cồn lớn, Tèo hay đi săn bắt đó, dưới cắt cỏ trong cái cồn đó đó. Cồn này thì nãy bên kia mình dòm qua nè, bên đây thì bự nè, bên kia thì nhỏ. Chuẩn bị vào tới bờ rồi, sắp tới bến rồi đó cả nhà. Bến đây ha. Giờ thì cũng tới nhà của bác Xui nha cả nhà. Tới nhà bà Xui rồi cả nhà. Vô. Nè, lấy cái bọc này làm vô. Còn bọc cá nữa, em xách bọc cá hả? Bọc cá này. Để nó đi rớt. Rồi, mời cả nhà đi vô nhà của bác Xui cùng gia đình Tèo nha. Chào bác nha. Xài của Dưỡng Tư thì bọc trái hết trơn nè cả nhà. Vô bọc hết trơn ha. Xung quanh. Thì xài thì trái nhiều. Trái trái quá trời trái. Bé. Cô Tư chào. Cô Tư. Tư mới qua cô Tư ơi. Chị mổ mắt thiệt phần nè hả? Ừ, cái lưng nó đau chưa? Không phải. Biết không rồi, con mắt nó bớt rồi, cái dạ. Tát là cái tay, cái lưng. Ừ, cái lưng nó đau, cô Tư cũng chát. Dạ. Đau thắt ngang bừng. Cô Tư mổ mắt về rồi rõ không? Nhìn rõ không? Rõ. Dạ. Rõ là mắt bớt rồi. Dạ. Mà bác đâu rồi cô Tư? Đó thì giường đâu rồi trời, con qua con ăn. Con thấy là ba ấy làm chú chiên ngon nè. Ừ, chú chiên qua cho mấy nhỏ nữa, con của anh Hai ăn. Qua có lỏng qua sẽ chị nấu cháo kho tiêu gì. Bỏ là mở ra. Mở tép vô thì đó. Mở tép vô thì. Dưỡng Tư chắc đi giường hả cô Tư? Cô Tư Dưỡng Tư cũng đi giường con. Dạ. Cũng đi bé Xài. Nè, dạ. Con nè. Thầy sao vậy? Thử hết vậy? Cảm ơn Minh Tư. Trời nhỏ. Lâu lâu gặp con thấy lạ. Lạ không? Con phải hỏi bà mở thôi. Lóc rồi là bà Minh Tư lóc. Đây Minh Tư cho con. Con ăn. Con ăn à. Mẹ nó bó ăn lắm. Ít ăn gì nữa. Đó không cô Tư mổ mấy con mắt cô Tư mở con còn rồi dạ. Cái còn con nên là tính rửa thẻ rồi cô Tư bỏ kia hả đây giờ nó chảy nước quá trời chứ dạ. Nó đóng đèn rồi mình mổ thấy nó hồi phục chưa mắt hôm nay đỡ rồi hồi phục dạ. Đồ phẩm làm đỡ chứ dạ vì nó mình mổ về đau mổ hành nha nó đau nó hành nó dạ. Cái đóng là cái đóng biết không rửa lại cái rửa cô Tư em đi rửa lại rửa mắt lại cho nó à, dạ cầm hiểu mổ nhiều thẻ quá chị ừ thế mổ thẻ quá em mổ trời mời cả nhà ăn chú chiên rồi cả nhà mời cả nhà ăn chú chiên mà xui rồi mấy cháu có mà qua mà ăn chú chiên mua cái chú chiên nói ra trời con hổm đi sửa thẳng tính ti rồi rồi thấy lu bu quá trời cái đi không được trôi tới nay nói chứ không chị được hôm nay chủ nhật nè hai đứa nhỏ con cũng muốn qua đây nữa dạ. Con lợi chủ nhật con mới đi dạ trời nói còn sao trả hết đó dạ con mượn xe của chị ba dạ. Con chạy chiếc rồi chồng con chạy xe con ủa vậy dạ không chở nhà đi hơi góc chở nhà đi chào ông bà cô chú 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 chào ông bà con chào ông bà cô chú chào ông bà cô chú con của anh Hai để cưng ăn ngon không con ăn ngon không thỏ đi thỏ con thỏ dạ con rón con có gì á dạ anh ba cũng hay mua đó biết cô Tư thích ăn ghé mua rô khắp chiều chiều nữa gì à chị chắc Dưỡng Tư đi bẻ cái xe non nè cả nhà tiễn á tiễn xe đeo á chắc bán cho lái dưới đơn sọ còn cái này mà
đầm chén muối ớt, cầm nguyên trái chấm cắn ngon, thấy chưa này nè. Đó, cái này là như là người ta mua người ta muối á cả nhà, muối chua chua ngọt. Trời, lớn rồi bọc bao nhiêu trái, một cái bọc là một trái đó nha. Bao gì thì mình trái xà đẹp thì mình bán được giá hơn nha. Trái hết biết con gì ở đây cũng có mua mấy cá lóc đồng này nha. Thấy là rộng nãy giờ quên bỏ trong bọc, cá lóc cũng bị mấy cá lóc đồng nha, tại vì cô Tư thích ăn cá lóc. Đi giường làm gì? Bà bá. Bà bá ơi. Bà bá chào các tình yêu bà bá. Chào các tình yêu con. Bà cô là con. Phải không bà bá? Trời ơi. Nó mệt con ơi. Dạ. Trời ơi. Nó mệt. Dạ. Lên tuổi rồi ở nhà bà đi cho khỏe. Bà bá vô làm nước rồi bà bá uống nha. Hả? Ừ. Nó anh là nó có mạnh ở đâu. Dạ. Anh là con. Bây giờ đi sẵn không được, bây giờ không muốn đi đâu chân ráng là trồng cây ổi tại chín mươi mấy rồi đi sẵn không được con trồng cây ổi đi. Không cho đi rồi cũng đi. Ừ, đi làm việc quen rồi bữa ở nhà được cái nhà. Bữa ba uống đó nè, bốn ba xanh tới nay. Để con làm nước cho bác uống nha. Hả? Làm cho được bác uống nha. Con trong tủ nè. Hết rồi. Mà cô Tư làm sáng làm cho bác hút. Dạ. Vậy con lấy nước cho bác nha. Thầy đi giường mới vô. Con mới qua hả? Dạ. Chào các tình yêu nha. Thầy Tư đi bẻ xài vậy, hai bọc xài. Không dược. Đi bẻ xài non nè. Dạ. Bẻ xài dưa. Dạ. Dạ thì lương lắm thì đủ xây sở trong nhà. Bẻ rồi chưa? Chưa. Qua bất ngờ Thầy Tư đâu có hay. Thầy Tư ăn bánh Thầy Tư. Mà thua thì ông hỏi nó không thấy gì xui. Thì đi qua thì tình cờ cả nhà. Hôm nay cũng ngày của mẹ, ngày phụ nữ Việt Nam thì 20 tháng 10. Đây là bánh kem này là của cô Năm hay gì? Cô Tư, cô Tư ở bên Malai là con của cô Tư cả nhà. Thì đặt bánh kem gửi đến mẹ và bà bác. Rồi cô Tư cũng mời chị Xua với gia đình của mình ở làng bánh kem luôn cho chị. Mời chị Xua ở bánh kem. Cái bánh kem họ ăn xong rồi con này nó không có áo mặc là sao? Con này con đó. Đâu con nào? Con này con gì? Con này con gì? Con bê. Nè nè nó biết mà vậy nó làm nguyên cái đầm nè con. Nó nguyên cái đầm thấy không? Cái hình tao tạo nguyên cái đầm. Vậy là nó mà ăn hết rồi thôi. Nó không có áo mặc.
là chính giữa. Làm luôn hả? À, rồi, dạ. Làm luôn. Làm luôn. 20 tháng 10 nha cả nhà. Chờ gì nữa? Cái này đẹp quá. Thấy cưng. Thử thôi là chắc nào làm cũng được. Dạ. Như là cái kiều thì nó có điện đâu, đai đâu. Bà nội đâu? Bà nội là chú nội ngồi này. Chú ở chính giữa. Chụp hình ha, chụp hình làm kỷ niệm. Cái này hỏi đó là cày vậy anh hai. Bảy rồi đây luôn. Chị xui vô ngồi kỷ niệm luôn. Cái này chị xui tình cờ qua chị xui ké luôn. Ăn ngày cũng mẹ ké luôn. Bà nội ngày phụ nữ Việt Nam vui vui khỏe. Chúc mẹ già, chúc mẹ ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 vui khỏe. Chúc con gái 20 tháng 10 vui vẻ. Đang làm công việc chứ chứ. Con gái hôm nay làm tổ chức cho mẹ ngày của mẹ. Mẹ mang ơn con ba đứa hết trơn nha. Hôm nay thì cũng là ngày 20 tháng 10 thì con cũng gửi lời chúc đến bà cô với cô Tư với chú. Được luôn khỏe mạnh và vui vẻ sống lâu với con cháu. Rồi con cũng gửi lời chúc đến tất cả chị em phụ nữ trên thế giới luôn nha. Được vui, trẻ đẹp và sống khỏe mạnh bên gia đình luôn. Con cũng vỗ tay ca một đoạn đi. Cái này không phải là xin nên con ca một đoạn. Đây. Cô Tư và mẹ với bà cô với lại phụ nữ của mình luôn. Để hát bài mẹ đi. Bài gì? Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi và khi mùa tôi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế con vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tôi mới. Mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ. Rồi bây giờ cắt bánh kem ăn đi. Cắt kem đi. Dạ. Con cắt này con cắt đi. Đây con mượn người ra con cắt. Cắt cái nào cá vậy nè. Cá đừng cắt cá của con đứng ngoài ngoài đi. Cắt cá của bà nội. Có dĩa nè, dĩa nè. Bữa nay thì nói chung cũng tình cờ cả nhà. Thật sự là gia đình Tèo là không hay biết gì luôn ha. Cả cô Tư cũng không biết luôn. Món quà bất ngờ. Cô Tư cũng không hay luôn. Này tụi con qua chơi thăm cô Tư. Đây con mời bác ăn bánh kem. Cảm ơn con. Chào các tình yêu ăn bánh kem cho mau à. Mẹ hát cái gì? Mình lẫn kêu là mở nghề YouTube đi làm ca sĩ chị của hậu em đó. Vậy đó hả? Hello đó. Lại cho ông Dượng với ông bác. Thôi ăn rồi chủ lấy cái này. Mời cái nhà ăn bánh. Cũng là ăn bánh mà cũng mẹ ha. Và cả nhà bánh kem nha. Các mẹ ăn bánh kem ngày cũng mẹ ăn ké ngày cả nhà. Không hay biết chua ké, không chú hay nữa thì qua chơi qua thăm bà xui này. Hôm nay mình qua nhà cô Tư thì bên đây thì được cô Tư bên Mã Lai cái nhà hỗ trợ ngày 20 tháng 10 cùng một ở hàng 20 tháng 10 của mẹ như một chảo cô Biển nè, chị Hai vợ của anh Nhanh đó là chị bạn dâu của chị Hương đó cũng đã luộc nè,
mình giữ cũng gần chín nè, phần tôm này chín rồi thì mình sẽ đổ ra nha. Anh Mập cũng mới về tới đó. Hôm nay bà và vợ qua thăm bà nội Phiên rồi Tư Tèo, bây giờ Tư Tèo với mấy đứa cháu. Mà Mập cũng có đi nữa, nhưng mà Mập tới giờ đi giao mức dừa cũng ở đây nữa mà bắt mưa về không kịp. Rồi mới về tới. Thì cũng bữa nay bà vợ qua Tư Tèo, vậy Tư Tèo mình cũng sẵn dịp làm bữa cơm ăn luôn. Bây giờ này Trần giao nó bán rồi kìa. Nhìn tư của mày vậy thôi. À, nói hả, cái lũ bào cũng như làm sao. Thôi, nhìn gọi cho dừa biết rồi. Lát cho dừa cái nhà. Bán kìa. Như này, là chuối. Ăn chút. Mời cái nhà ăn cơm, mà bữa nay có bà Xu qua ăn cơm nó vui quá trời. Bà Xu hôm nay đi qua thăm bệnh mắt. Mày qua gặp ăn cơm mà bà Xu là lại ăn cơm. Đúng rồi á. Bà Xu qua thì phải đãi cơm rồi. Đãi cơm. Mấy đứa con gái ơi, bữa nay có mẹ bảy rồi qua thăm mẹ rồi sẵn ăn cơm luôn chứ hai chồng nhân. Vui quá thì vui rồi. Ba chồng nhân nữa. Mà cái nhà ăn cơm với gia đình luôn nha. Bữa nay bà vợ với Tư Tèo với vợ Tư Tèo với chị hai luôn với cột cơm. Mà cái nhà ăn cơm luôn. Bà cầu mời. Ở tới nhà ăn bún con ơi. Nặng con gói cho nổi nha. Mà cả nhà nghe ăn tép gói dao bún cả nhà ơi. Nguyệt mời cả nhà dùng bữa với gia đình cô Tư nha. Bữa nay qua thăm bà Xu có gặp ăn của chú. Ăn gỡ cú. Ăn gỡ cú. Con ăn vậy. Cho con gói con gói với tôm á. Gói với tôm á con. Còn cua mình chấm với nước mắm đó, nước chanh đó. Nước chanh ớt. Trời bà nội gì tệ quá, không có nước tư. Bà nội bệnh thì không có mua gì chăng mà nó kêu nội mua quên. Chăn đứt không? À, quên cái ly nước. Đứt. Rồi mời cái nhà luôn. Cua lấy ra rồi, đặt ra rồi. Ngon ăn thôi, hỏi chung cua à. Ở đây đi mua cho nước tương cho nó thích ăn nước tương không chị? Nó thích ăn nước mắm. Cua này gạch dữ ha. Quá trời gạch luôn. Nói. Cái trong cái này nè, gạch có trời gạch luôn nè. Ở quê gạch tối nó quay dạng. Ăn đấy con. Cô Tư thích ăn này không? Gạch chứ. Cái đó cua mà gạch khói cua mà gạch này chắc mắt hả chị? Ờ, mua cho Tương Lan nha mà. Con tưởng là con biết về vú đi Tư Tèo qua đây mà con đi ra mất vườn trời mưa con nói chắc vú chắc về hết trời. Tính cũng định về. Dạ. Cái bánh kem đem lại. Cái bà Thư nó kêu làm luôn. Bà Thư nói thôi ở làm bánh kem rồi nhanh ơi sẵn làm luôn làm đi. Làm luôn. Dạ. Có mồi bẫy rồi. Tôi muốn tôm nha. Hôm nay hai vợ chồng Hương không có về vì bà Xu còn ở lại với Nguyên và Gia Nam với Canh thì chung ra thì về cũng không được thì Hương ở bản cũng tiếp với bà Xu còn Mập thì nãy cũng tranh thủ về sớm mà trời mưa quá trời với da mất dừa đó rồi về không kịp. Hôm nay em qua 24 mà xong rồi ăn là 20 tháng 10 luôn. Đâu có biết đâu, bất ngờ luôn. Dạ. Giấu. Cô Tư không hay mà, đem bánh kem là cô Tư đâu hay. Chị không hay, tôi có Lộc ăn luôn. Con Ngọc Hà nó mới điện đó là nó có nói nha. Nói chung ra mấy nhỏ ngoại nó kín cái miệng lắm. Nó không phải như tâm lý nha, nói tâm lý nha. Đúng rồi, ăn cơm vô. Cơm vô, cơm mừng.
gì chưa về. Nhân Tư thì đi ăn đám cưới đây nè. Đi đám cưới. Nhân Tư. Vô ăn cơm luôn Nhân Tư. Dùng đó, Nhân Tư ơi. Ta mới dùng đám cưới. Mới đi được. Ngoài trời thì hiện tại đang mưa cả nhà. Thì cũng như là video của Tèo thì cũng khá dài. Thì ăn xong bữa thì gia đình Tèo chắc cũng về. Rồi bây giờ thì Tèo xin kết thúc video tại đây. Thì hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha. Bây giờ tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà.